Kính thưa quý vị, tứ hoan chào đón quý bà con cô bác nội ngoại gia tộc họ nhà ta, quý bà con cô bác nội ngoại gia tộc họ nhà gái đã đến với gia đình để dự lễ đính hôn hai con chúng tôi. Và lời đầu tiên thay mặt gia đình xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để nhiệt liệt. Và để tiếp tục chương trình, mời vị đại diện của họ nhà Trang phát biểu. Anh Thiệt, mình có những gái đến đây luôn, anh Thiệt. Có những gái mình vô đây luôn không? Yeah. Mình vô đây luôn. Vô trong đây. Mời anh. 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 Mời nhà chị ông bố. Mời chị, mời anh. Mời anh khách, mời anh không? Dạ. Tôi là lời tình giữa cả ông, cả ba và cả anh cả chị và anh chị em trong hai họ. Tôi thấy mặt tôi nhà ta hôm nay mang về bật để anh về nấu sinh nhật rất là mọi người và tôi vui vẻ đại diện của